Lan xin chân mến kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Vika TV. Rồi đã đến giờ chúng ta hôm sức bình với Lê Hạnh Quyên cùng với Mỹ Lan và anh Tuấn Mã. Vâng, kính thưa quý vị, vẫn hai số điện thoại đang hiện trên màn hình 714-290-5902 và 408-499-7523. Quý vị chuẩn bị gọi vào nha. Hôm nay là 26 Tết rồi, nhiều mặt hàng rất là nhiều mặt hàng mà anh Tuấn Mã đã chuẩn bị để cho chúng ta cùng đi shopping. Mấy hôm nay trời mưa gió thì chắc là quý vị cũng chưa có đi chợ Tết nhiều. Thật ra đài Vika TV chúng tôi có rất là nhiều những mặt hàng Tết để mà chúng ta cùng đi sắm Tết và cũng như là những mặt hàng sale đặc biệt trong dịp Tết hôm nay. Thì quý vị chuẩn bị gọi vào và hãy giới thiệu đến bạn bè, chúng tôi đang trực tiếp truyền hình trên tất cả những làn sóng của đài, đặc biệt là trên Vika.tv. Quý vị có thể giới thiệu, có thể dùng trên phone, dùng trên iPad hay là dùng trên internet của mình, vcal.tv thì sẽ theo dõi được như là 24 giờ mỗi ngày, và cũng trên YouTube Hoa hậu Hạnh Lê Official và vcal.tv. Xin quý vị thường mến nhấn nút subscribe để những chương trình Home Shopping Live được gửi đến quý vị trên toàn cầu. Rồi bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ anh Tuấn Mã trong chương trình Home Shopping hôm nay. Có gì đặc biệt không nha quý thưa quý vị? Xin chào anh Tuấn Mã. Mà kính chào quý khán giả của đài Vcao TV. Và sự việc đặc biệt của ngày hôm nay đó là đầu tuần là may mắn được đến với quý vị. Và người đồng hành với chúng ta này đó là chị Mỹ Lan, là một người từ ở miền Bắc mới về. Mưa gió bão bùng. Thấy là vui vẻ lắm, nhưng mà cũng may mắn là được hát ở trong cái căn nhà. Dạ, hội trường. Cho hội trường của trường học có phải không? Đúng rồi, đó là chương trình Đại Nhạc Hội Cảm ơn Anh Người Thương binh Việt Nam Cộng Hòa kỳ thứ 17 do Hội Hát Ô và Thương binh Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức. Và quý vị nào mà theo dõi trên YouTube đang trực tiếp truyền hình thì quý vị có thể ủng hộ gây quỹ mùa xuân cho các anh chiến sĩ thương binh của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta tại Việt Nam nha quý vị. Đến đây cũng mà rất là phải nói rằng là tự nhiên là sáng sớm rồi mình thấy nghe bật nhạc, thường nghe nhạc nhẹ, nhạc Mỹ vân vân, nhưng mà từ mấy bữa nay sáng nào cũng bật nghe nhạc Tết thưa quý vị. Tại vì chúng ta nghĩ rằng đó là cái không khí của Tết người Việt Nam của chúng ta nó rất là ấm áp, và nó làm cho chúng ta nhẹ nhõm trong cái người của mình, và mình cũng dễ tha thứ cho mọi chuyện, đúng không quý vị? Tại vì Tết tới rồi đó, thì mình cứ nghĩ là nó sẽ được vui vẻ, vạn sự may mắn, và cũng như là xua đuổi đi những cái chuyện xui xẻo để đón được cái năm mới. Đó là phong tục Tết của người Việt Nam chúng ta, ông bà tổ tiên chúng ta để lại vậy quý vị. Cho nên nghe cái nhạc trời là người phấn khởi, mọi chuyện gì đau đầu dưới tóc thì cũng bỏ qua hết, cũng như là để cho mình được nhẹ nhõm để đón Tết. Năm con rồng này, năm này là năm con rồng được gọi là tương đối là nhẹ nhõm nha quý vị nha. Năm con rồng rất là hiền nha quý vị. Và tôi muốn chia sẻ rằng đến quý vị là ngày mai tại San Jose cũng như tại miền Nam, miền Bắc là chúng tôi đã có hàng loạt hàng bổ gan và cũng như là bổ kidney, là cũng như là thận đó quý vị nha. Đây là dược thảo thận và gan đã có tại miền Nam và miền Bắc, rất là rẻ nha quý vị. Một cái chai này mà tới gần 200 viên, mà bốn chai bốn hũ như vậy đó, tôi mã đang có giá đặc biệt, vẫn tiếp tục cho những vị khách đang đợi hàng thì chỉ có 100 đồng mà thôi thưa quý vị nha. Thì cái chai bổ thận thì cũng vậy, rất là rẻ, ở trên thị trường đang có giá là cũng tương đối là rẻ nhất cũng là 35-40 đồng, rẻ nhất đó quý vị nha. Nhưng mà tôi mã đem đến quý vị chỉ có hàng mấy đồng một chai mà thôi đó, xin quý vị lưu ý. Và bây giờ chúng ta đã đi một cái đầu tiên, tôi mã muốn chia sẻ lại cho quý vị là đây là chỗ mùa này dùng hết sảy luôn gừng, nha. Gừng nha quý vị, gừng và táo tàu. Yeah. Cái này nó có 40 bịch luôn quý vị. Wow, thơm ngon nè, uống nóng lên đã nha. Trời ơi, hết sảy luôn. Mùa này đang mưa
mà ảo gió bão bùng, mình phải nên uống cái này tốt lắm quý vị ơi. Đó. Gừng nè. Dạ, phải nói là tuyệt vời. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Cái này uống mà vừa khỏe, vừa bổ khỏe mà vừa là mình cảm thấy ấm áp trong mùa đông này nữa. Quý vị thấy tôi mã pha đó, một ly nó ra như sữa vậy đó. Trời ơi, uống vô là người nó ấm, ấm, ấm tay, ấm lòng quý vị. Đó. Cái đen đen này là táo tàu đó. Táo tàu đó, để cho nó mát người đó quý vị. Mình tới 40 bên. Cái này mình không cần phải mua gừng về mình giả mình uống đúng không? Cái này uống rất là thơm ngon rồi quý vị ơi. Mình đã có sẵn rồi, mình chỉ cần đổ nước sôi vô mình nấu ăn uống thôi. Cái này á, mà quý vị nào mà ngồi mà nhâm nhi buổi ở ngoài trời á, trời lạnh rất là tốt. Và cũng đồng thời quý vị ăn bánh tét á, thay ly nước trà như quý vị ăn nước tét, bánh tét bánh chưng quý vị rất là làm cho thơm miệng cực kỳ luôn quý vị nha. Một gói rất là nhiều đây, rất là to, một gói rất là to vậy đó, mà tới 40 gói, nhiều dễ sợ vậy quý vị nha. Đó, cái giá và Tuấn Mã đặc biệt đem đến cho quý vị là quý vị nào mà mua một gói đó thì cái giá nó rất là đặc biệt, đó là đem đến cho quý vị là một gói là quý vị sẽ có một cái giá rất là đặc biệt, là giá thường của nó là 47 đồng 50 sen, và Tuấn Mã đang có là mua một bịch thì 35 đồng. Quý vị nào mua hai hộp trở lên, cái hộp nó lớn quý vị, hai hộp như vậy là nó có 80 bịch như vậy là uống chết người luôn nha. Hai bịch lớn như vậy đâu quý vị, lớn dễ sợ, là như là tính ra đó là quý vị mua một phần á là 40 bịch á là 35 đồng. Quý vị nào mua hai phần trở lên là 80 bịch trở lên nha, là mỗi một phần á là chỉ có 28 đồng 50 sen mà thôi. Quý vị tính ra như vậy á, là mỗi một bịch như vậy á là quý vị đi ra ngoài tiệm uống một bịch như vậy là tốn từ 7 đồng tới 10 đồng. Mà cái này là dưới 1 đồng nha quý vị, nó chỉ là từ khoảng cỡ 60-70 sen mà thôi. Wow. Nha, là có đầy đủ cho quý vị mùi vị thơm ngon và ấm áp, không có làm cho chúng ta bị bệnh, và có táo tàu để làm cho chúng ta được mát. À, nó còn thêm cái gì nữa nè? Một phần lấy gì chứ? Ghi là một phần lấy gì? 28 đồng mình sẽ cho một phần lấy gì? Đây nghĩa là mua hai phần trở lên, hai hộp trở lên á. Hộp là mỗi một hộp á là nó có 40 bịch, 28 đồng 50 xu một đó. Hộp nha con, đúng rồi, hộp nó có cho 40 bịch lận nha con. Đó, chứ thưa quý vị, chỉ còn có 28 đồng 50 xu cho một hộp 40 gói ha, 40 gói phải không em, tha hồ mà uống phải không? Wow, như vậy là mình uống cả tháng trời luôn, hơn cái tháng trời, 40 gói tha hồ mà uống nha quý vị, mà chỉ có 28 đồng 50 xu mà thôi. Gọi vào ngay 714-290-5902 và 408-499-7523 nha quý vị. Đó, số điện thoại trên màn hình đó, quý vị có thể gọi vào để mua được cái trà gừng táo tàu dược thảo này thưa quý vị nha. Rất là rẻ nha quý vị nha. Chỉ có mỗi một hộp 28 đồng 50 sen, quý vị mua hai hộp trở lên. Bảo mỗi một hộp gì có 40 bịch, 40 bịch á tính ra như vậy chúng ta chỉ có 50-60 sen cho mỗi một bịch mà thôi. Xin quý vị gọi vào để mà được cái sản phẩm cho cái mùa Tết này, ăn với chúng mình Tết cho nó thơm và mình cũng tránh đi được nhiều cái điều xấu, như chẳng hạn như là mình đi gọi vào ngay 714-290-5902 và 408-499-7523 để chúng ta có được một cái giá thật là đặc biệt ngày hôm nay nha quý vị ơi. Gọi vào ngay 714-290-5902 và 408-499-7523 nha quý vị nha. Vâng, Mỹ Lan bắt đầu hai đường live cho quý vị, 12 miền Nam Bắc Cali nha quý vị. Dạ, hello. Alo, Mỹ Lan nghe hả? Dạ vâng, dạ rồi, cho hai hộp hai nha. Hộp. Dạ, dạ hai hộp. Dạ đúng rồi, 28 đồng 50 dạ, cho được, một hộp. Hộp. Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị. Dạ có hàng rồi, dạ mai ra dạ, lấy giùm. Dạ chị Hà, em cảm ơn chị Hà. Dạ mai rồi. Ra lấy giùm em nha. Dạ 10 giờ mở cửa chị Hà ha. Dạ 10 giờ tới 6 giờ chiều, ở miền Bắc cũng có luôn, ở miền Bắc 2857 Santa Rosa nha. Rồi, em cảm ơn chị Hà. Hello. Alo, dạ. Dạ. Dạ chào anh. Dạ, trà dạ, gừng táo tàu. Dạ, dạ. Rồi, anh lấy mấy hộp? Dạ, rồi. Hai hộp đúng là phải mua hai hộp, bây giờ này còn mua một hộp là 30. Rồi rồi. Rồi, lấy hai hộp luôn. Anh lấy hai hộp đi anh. Rồi, cảm dạ, ơn. Tiết kiệm được tiền nha. Rồi, cảm ơn. Hai nha. Hộp đúng rồi, cảm ơn. Mình uống, mình làm rồi. Quà đi, làm quà Tết đi cũng tốt lắm á. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ mai tôi lấy giùm em. Alo, dạ Mỹ Lan nha. Hello. Rồi, lấy hai hộp luôn. Rồi, hai hộp rồi. Rồi, cảm ơn ạ. Mai ra lấy giùm nha, hai hộp. Rồi, em cảm ơn chị. Mỗi một hộp 40 bịch. 28 đồng 50 xu cho một hộp, đúng rồi. Trả vàng luôn. Rồi.
rồi em cảm ơn chị nha. Rồi. Vâng, cho tôi quý vị gọi vào ngay nha. Đây là một cái chương trình đặc biệt. Có thể quý vị tặng nguyên một hộp luôn. Rồi, cảm ơn quý nha. Vị tặng nguyên một hộp luôn cho người người quen của mình, bảo đảm quý vị là một cái quà Tết rất là có ý nghĩa mà không có bao nhiêu tiền. À, em dùng là một cái giỏ hoa bây giờ cũng mấy chục đồng rồi. Em một cái dùm đi ra ngoài mình mua một cái giỏ hoa mà hoa làm sao mà bằng một cái hộp mà trà gừng tốt như thế này nha quý vị nha. Gọi vào ngay để đưa chúng ta có thể tặng quà cho nhau. Trời mưa trời gió mình uống một ly trà gừng và táo tàu thật là ấm áp. Và mà chủ quý vị cũng biết lợi ích của gừng thì nó giảm cho chúng ta kích ứng đường tiêu hóa nè, nó giảm co thắt dạ dày, nó hỗ trợ giảm cho buồn nôn. Còn lợi ích của táo tàu thì là một cái chất chống oxy hóa rất là cao, cải thiện được giấc ngủ và chức năng của não, cải thiện được sức khỏe hệ tiêu hóa, tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại các tế bào ung thư. Rồi, quý vị dùng cái này là nha. Quý vị rồi, dùng mình cảm thấy rất là ấm, không có bị lạnh trong người nha quý vị nha. Cái này rất là đặc biệt luôn. Một cái này là cực kỳ, là cực kỳ tốt, cực kỳ tốt luôn. Quý vị thấy dễ sợ, nhiều dễ sợ luôn. Dạ rồi. Tôi mà nói thì quý vị uống hai ba ly nước, hai ba ly cà phê rồi. Là quý vị á, là chị đã uống mất chị, uống đi cái số tiền đó rồi. Dạ, mà cái này á đi đâu mình quý vị rồi, trời chị. Ơi cái này mình đi làm nè quý vị, nào sáng sớm nó, đi làm mưa nè, bồ dưỡng rồi em vô sở làm của mình uống cũng rất là ấm cúng. Không biết phải nói làm sao, từ tiết kiệm tiền cho đến bổ dưỡng cơ thể đủ thứ mọi mặt hết mà chỉ có hai mươi mấy đồng thôi. Đó, vì thấy đầy dễ sợ luôn. À, cái này phải nói là cực kỳ, này quá ngon. Ai, gọi vẫn tiếp tục gọi vào nha quý vị. Mà cái này á, tôi mãi nhắc lại quý vị nha một lần nữa là nó là táo gừng táo dược thảo gừng táo tàu tẩm mật ong nha. Đây là trà gừng táo tàu tẩm mật ong nha quý vị nha. Đó, trà gừng táo tàu tẩm mật ong. Đó quý vị, cái này là tôi mãi nói thiệt quý vị là gọi là cực kỳ ngon luôn. Dạ, vâng. Nha, đây rồi, là trà gừng táo tàu tẩm mật ong. Và tôi mãi nhắc lại quý vị, tàu là trà gừng táo tàu nha quý vị. Nó là trà gừng táo tàu tẩm mật ong. À, nha quý vị. Dạ, ngay góc đường Beast và đường Hoover đó. Chị đi Beast, chị quẹo trái.